Cái gì cơ? Nấu kẹo chảy ra rồi dùng cái kéo cắt để tạo hình. Và đây là thành quả cuối cùng. Trời ơi, đẹp quá vậy. Làm liền ngay thôi. Đầu tiên thì mình sẽ nấu chảy kẹo ra trên bếp. Trời ơi, kẹo màu xanh màu vàng mà cuối cùng nấu ra cái màu cánh gián kìa, coi tức ghê không. Bây giờ Jen sẽ lấy một cái muỗng để dàn đều kẹo ra nha. Trời ơi, tới bước này là suôn sẻ hết sức có thể luôn. Mình sẽ đợi kẹo hơi khô một tí xíu rồi mình sẽ cắt ra thành hình vuông. Tới bước này là Jen run lắm luôn. Kẹo thì nó rất là nhanh cứng lại, nhưng mà nếu không khéo tay thì rất có thể sẽ bị phỏng. Sau khi mà mình đã cắt và tạo hình ra được một cái chong chóng rồi nè, thì bây giờ mình sẽ tháo cái lớp giấy nến ở bên ngoài ra nha. Phát hiện ra là nếu như mà như thế này thì cái chong chóng của mình nó không có kết dính lại được, cho nên là mình sẽ nấu chảy thêm một viên kẹo và gắn vào ở giữa. U là trời, thấy mình cũng khéo tay ghê luôn á mọi người ơi, không ngờ là sẽ thành công. Lúc đầu khi mà Jen thử thách làm em kẹo chong chóng này thì mình rất là lo lắng, bởi vì mình thấy khá là khó và tỷ lệ thất bại thì rất là cao. Nhưng mà cuối cùng ông tổ Tóp Tóp đã độ cho mình làm thành công rồi nè. Theo như Jen thấy thì em kẹo này rất là đẹp, nhưng mà ăn không hề ngon đâu nha, đắng ghét à.